Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Tôi là nghệ sĩ Minh Minh Tâm. Dạ, thưa thầy, thưa toàn thể quý vị. Tôi là bạn của anh Bé Năm. Anh Bé Năm là tên gọi. Anh sinh ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên là tỉnh An Giang đó. Tôi biết anh cũng đã 20 năm. Quê của anh thì ở Long Xuyên. Quê tôi thì ở An Phú, Châu Đốc, cùng quê hương tỉnh An Giang. Đây cũng là cái nhân duyên mà anh Bé Năm anh đã dành cái tình cảm cho tôi. Mà nó đặc biệt hơn nữa là anh gửi cho tôi cái bài tân cổ là Nhớ Ân Sư, sáng tác của Hồng Thành. Hồng Thành là bút danh của anh. Anh tên thường gọi là anh Bé Năm. Anh cùng những người học trò, là những người học trò trước đây đã học thầy mấy mươi năm ở tại Hồng Ngự, và anh cùng những người học trò đó đã gửi bằng tất cả tâm tình vào đây để gửi đến thầy những lòng thành kính của những đứa học trò. Ông cũng là tôn sư trọng đạo. Và cách đây hai hôm tôi cũng đã gọi điện cho thầy. Tôi là nghệ sĩ Minh Cảnh. Thầy Minh Cảnh là dạy nghề, tôi là nghề hát. Còn thầy là thầy giáo. Mặc dù tôi không có được may mắn là học thầy, nhưng tất cả thầy ở trên thế gian này đã là thầy thì đó là sư phụ, là thầy. Dạy cái gì cũng là ơn nghĩa. Một ngày cũng là thầy. Thôi thì tôi xin thưa với thầy, tôi chúc thầy và tất cả quý vị thầy ở trên khắp mọi miền đất nước được bình an, và gửi đến gia quyến của thầy cũng như là quý vị lời chúc an lành, tốt đẹp, hạnh phúc và thành đạt. Hôm nay là ngày 12, là ngày cúng tổ. Hôm qua là ngày cúng chay. Bàn thờ tổ nghiệp này tôi cũng mới lập ngày hôm qua và năm đầu tiên. Bởi vì mùa dịch Covid tôi không có đi hát được, cũng không đi cúng tổ được, thì anh em nghệ sĩ ai cũng đều cúng ở nhà. Cho nên tôi lập cái bàn thờ tổ này tại gia đình tôi. Đây cũng là cái điều mơ ước mà từ lâu. Thì năm nay là cái năm đầu tiên mà tôi lập tại gia đình tôi. Bây giờ tôi xin mời quý vị cùng nghe bài ca tân cổ Nhớ Ân Sư, tác giả Hồng Thành. Hồng Thành là anh Bé Năm tên thường gọi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi chưa có thuộc bài cho nên tôi phải cầm bài ca. Còn về âm nhạc, tôi có nhờ nhạc sĩ Thành Phụng thâu xong rồi gửi qua đường điện thoại, nó cũng không được hay lắm, mong quý vị thông cảm cho. Nhạc sĩ Thành Phụng đờn hai cây, cây Vita và cây đờn sớm. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức. Ân sư ơi, bao năm trường dạy dỗ, công ơn thầy như biển rộng trời cao. Dù lần cầu cách trở xa xăm, mong được ngày bao ân đồng đau. Từ nơi thiên liêng quê hương yêu dấu, với lòng biết ơn và muôn vàn thương nhớ, chúng em xin đem lời ca tiếng hát này cư dân. Thầy nhờ được ân sư dạy dỗ mà chúng em nay được lên người. Các học trò nhỏ ngày xưa vui đến lớp, tuy mỗi người mỗi cảnh, đứa ở quê nhà, đứa ở phương xa.
nhưng tất cả đều đã được thành nhân và đang góp công làm đẹp cho đời. Từng tháng từng ngày chung tay xây dựng tươi đẹp mạnh vào quê hương đất nước. Sâu trời vì đất nhớ càng ngập yêu thương như biển nước đông đầy. Bè bạn thương yêu quý trọng lẫn nhau trọn nghĩa vẹn tình. Đối với ân sư một lòng tôn kính nhớ những ân tình nơi lớp cũ trường xưa. Khắc cốt ghi tâm những lời dạy của thầy, mặc cho dâu bể khôn lường nhân gian biến đổi. Trước bao gian khó không hề vấp ngã, luôn sống tốt làm người xứ là đệ tử của ân sư. Gửi muôn vàng yêu thương với cả tấm lòng tôn kính ân sư. Khách như công ơn diệu giác của thầy, chúng em nay đã lên người cầu cho thầy đang ở nơi xứ xa sống trăm năm mãi luôn bình an. Chờ thầy về quê hương dấu yêu, thầy trò ta biết bao nhiêu niềm vui. Thầy dìu dắt chúng em đi từng bước để sau này được ngời sáng tương lai. Nhớ ngày xưa bao lần sinh hoạt lớp, thầy ẩn cần dạy bảo chúng em. Còn những bữa cơm cho trò nghèo đỡ đói, ôi sâu nặng nghĩa tình không thể nào quên. Hình ảnh người thầy nhân từ cao quý trong tim chúng em luôn yêu mến tự hào. Nhiều điều vàng ngọc thầy đã truyền trao, chúng em chắc chắn bay cao trên đường đời. Dù cho vật đổi sao dời, dẫn nhau cõi đời ơn của ân sư. Cầm bài ra thì rất là khó, mà chưa thuộc nữa. Thôi thì đây cũng là bằng cả tấm lòng, bằng trái tim của tôi xin đáp lại cái tình cảm của anh bé Năm đã tin tưởng và cho tôi hát bài ca này để gửi đến tặng cho người thầy của anh bé Năm và tất cả những học trò đã học thầy. Thôi xin kính chúc thầy được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin kính chào thầy và chào toàn thầy quý vị.